khán giả xem, đây là một thiên đường rác này. Chồng nói chuyện đến đây bây giờ chắc là chồng phải xin phép tất cả khán giả, chồng phải đeo khẩu trang lại mọi người ạ. Không thể nào mà chịu được. Bây giờ ai mà có làm gì chồng, bây giờ có đánh chồng chồng cũng phải đeo khẩu trang lại mới được khán giả ơi. Anh choáng luôn kìa. Cảm thấy nó khó thở. Kiểu người dân ở đây họ hít nhiều rồi họ quen á. Đốt vậy cô có thấy khó chịu không? Bình thường à? Nay cô 60 rồi à? Nhà cô có bao nhiêu người đi lượm rác ở đây? Hôm nay tất cả ở đây là có bao nhiêu hộ cô? Không biết mấy hộ ở nhà không biết. Chút xíu nữa cháu phát quà nhá. Bà con mình cứ tập trung ở đây chút xíu nữa cháu phát quà. Cô cứ lượm bình thường đi, xíu nữa cháu đem quà đến tận nơi luôn. Như khán giả thấy những cái bãi rác như thế này thì có rất là ít người vào trong này giúp đỡ cho bà con. Tại vì trong này là vừa ô nhiễm này, vừa độc hại, vừa không khí nó không được trong lành á. Nhưng là người ta sẽ rất là ngại vào đây. Nhưng mà anh em Trọng là anh em Trọng chơi tuốt luôn. Anh em Trọng là chỗ nào anh em Trọng cũng giúp. Mình phải vào những cái chỗ như thế này mình mới chia sẻ được những cái cuộc sống của bà con ở đây cho tất cả các nhà cùng xem. Đây, tặng cho chị nhá. Cảm ơn tem Phúc Trọng nhé. Chúc bọn em nhiều sức khỏe để đi giúp nhiều người khó khăn hơn. Dạ dạ, cảm ơn chị. Bữa nay mình đi trễ à? Sao mà trễ thế? Hả? À, tối qua lượm đêm, xong rồi ban ngày mình đi trễ. Tối mà sao mà mình thấy đường mà mình lượm anh? Đi bằng đèn. Sao bằng đèn? Lượm tới mấy giờ mình mới nghỉ? Lượm tới 1, 12 giờ, 1 giờ. Trời ơi, lượm tới 11, 12 giờ. Đây em tặng quà cho anh nhá. Đây là món quà nhỏ của Mạnh Thường Quân bên em tặng cho mình. Chúc anh và gia đình có nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn. Dạ, vâng. Chào tất cả mọi người. Bây giờ đang là 4 giờ sáng thì anh em Trọng là đang sắp xếp quà các thứ lên trên xe để di chuyển lên trên đó. Anh em Trọng sáng giờ là sắp xếp từ 4 giờ sáng, bây giờ là 5 giờ. Thì cái đoạn đường ngày hôm nay anh em mình di chuyển á thì phải nói là rất là xa, nên là anh em tranh thủ dậy sớm để xếp quà mọi người ạ. Di chuyển từ đây lên trên khu bãi rác. Trên xe của Trọng bây giờ là đang chở là 30 phần quà nhé. Khán giả xem là chất đầy xe luôn này. Không đủ luôn này. 60 thùng mì với cả 30 bao gạo phát cho bà con tại khu ổ chuột. Khán giả xem này, đầy luôn này nhá. 60 thùng mì với cả 30 bao gạo xếp từ 4 giờ sáng tới giờ này. Đấy, giờ xếp xong là anh em Trọng là chuẩn bị là chở đi lên trên khu ổ chuột, hay còn gọi được gọi là bãi rác Bảo Lâm.
Rồi xong, quá trình chuẩn bị quà của anh em mình xong rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu di chuyển lên trên bãi rác Bảo Lâm để phát quà cho người dân. Mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là Trọng sẽ dắt tất cả khán giả ở đây đến thăm một khu làng ổ chuột lớn nhất tỉnh Lâm Đồng. Trọng nói chính xác hơn thì đây là một cái bãi rác mà lớn nhất của cái tỉnh Lâm Đồng của Trọng luôn. Trước đây là Trọng cũng đã từng lại cái bãi rác này, Trọng quay một số cái video chia sẻ về cuộc sống người dân ở đây lên cho tất cả khán giả xem rồi. Như tất cả khán giả đã biết, nếu mà nhắc đến rác á, là tất cả khán giả sẽ nghĩ đến là những cái thứ mà nó sẽ rất là độc hại, ô nhiễm. Cái bãi rác Bảo Lâm này á, là cái nơi mà sinh sống của khoảng tầm 30 hộ dân. Đây là Trọng đang tính bằng hộ nhá. Còn nếu mà tính bằng người thì chắc là phải 4-50 người. Đây là cái nơi kiếm sống. Nãy Trọng mới nói là cái nơi sinh sống, nhưng mà Trọng phải nói lại là đây là cái nơi mà người dân kiếm sống. Hàng ngày là người dân ở xung quanh đây là họ đi lại cái bãi rác này, là họ nhặt những cái bọc ni lông, những cái chai nhựa rác thải, rồi họ bán để họ lấy tiền trang trải cuộc sống. Cuộc sống của họ thì phải nói là rất là khó khăn luôn. Cách đây khoảng 10 ngày là Trọng có vào đây Trọng thăm, rồi Trọng quay sơ qua về cuộc sống của bà con lên á. Thì Trọng cũng có nói là bà con ở đây thì rất là khó khăn. Nếu mà có mạnh thường quân nào mà muốn tài trợ quà để tặng cho bà con thì có thể liên hệ với Trọng. Sau khi mà Trọng chia sẻ cái video đó lên á, thì cũng có một mạnh thường quân. Thì chị này tên là chị Hiền Phạm, chị có tài trợ cho Trọng một số tiền là 360 đô la Mỹ. Thì chị có nói với Trọng là ngày hôm nay lại đây là mua 28 phần quà để phát cho tất cả bà con ở đây. Hôm bữa thì Trọng nói chuyện trực tiếp với bà con ở trong bãi rác này á, thì Trọng hỏi là ở đây tổng cộng là có bao nhiêu hộ. Thì bà con nói là ở đây có khoảng 28 hộ. Thì nên là ngày hôm nay thì Trọng, chị Hiền Phạm á, chị có gửi cho Trọng lên là Trọng mua là 28 phần quà. Chị Hiền thì chị dặn mua 28 phần quà nhưng mà Trọng mua luôn là 30 phần cho nó tròn, để lỡ mà giả sử mà có thêm ai thì mình sẽ tặng luôn. Tiện thể ở trong video này thì Trọng cũng chia sẻ luôn cho khán giả xem về cuộc sống của những bà con ở đây nhá. Họ phải vất vả, họ đi làm kiếm tiền, kiếm được đồng tiền từ những cái rác thải, nó sẽ khó khăn vất vả như thế nào. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Bây giờ em Kiệt quay trực tiếp lại luôn này cho khán giả cùng xem. Ngày hôm nay thì anh em Trọng lên trên này rất là sớm mọi người ạ. Từ 4 giờ sáng là anh em mình đã dậy chuẩn bị đồ đạc các thứ rồi. Anh em mình lên trên này sớm để tặng quà cho bà con sớm. Khán giả xem này, thì trời còn đang rất là nhiều sương mù luôn. Nhìn cái khung cảnh này khán giả nhìn thấy đẹp không? Ở Lâm Đồng của Trọng là sáng nào là cũng có sương mù như vậy. Bây giờ là Trọng sẽ đi vào trong bãi rác. Trọng sẽ quay một vòng sơ qua cho khán giả xem là cuộc sống của bà con ở đây cái đã. Xong rồi bắt đầu Trọng mới phát quà cho bà con. Với lại sáng sớm còn rất là nhiều sương mù luôn này. Không nhìn thấy gì luôn khán giả. Trọng nhìn bên ngoài là nó rất là mờ luôn. Còn khán giả không biết là nhìn qua phim ảnh thì không biết là thấy nó thế nào. Không nhìn luôn, không nhìn được ở phía trước mình là gì luôn kìa. Trời ơi, thế này làm sao mà mình thấy được bà con ở chỗ nào mà mình phát quà bây giờ ta? Kiệt, nhưng mà khó nhìn quá. Không nhìn thấy luôn rồi khán giả ơi. Trời ơi, thế này thì làm sao mà quay phim được, làm sao mà gặp được bà con. Đây, bây giờ là Trọng mà chạy vô trong luôn khán giả xem đó. Trời ơi, vừa sương mù với cả vừa khói, là người dân họ vừa khói của cái bãi rác này đốt. Khán giả nhìn thấy này. Để Trọng quay xem là hiện tại hôm nay là có bao nhiêu người dân lượm ở đây.
Đây khán giả xem này, đó bên cạnh này cũng đang có rất là nhiều người dân lượm ở đây. Sao mấy bên này hớt nhỉ này? Hả? Mấy bên này hớt á. Anh nghĩ là chắc có thể là hiện tại ở đây là đang đốt rác á, nên là sẽ có ít người. Đâu để anh xem nào. Mình cứ chạy một vòng đi, mình xem là có nhiều người hay ít người. Khán giả xem này, những bãi rác này. Trời ơi. Không, bà con hôm nay nhặt cũng nhiều đấy. Thấy xe máy kìa. Xe máy các thứ cũng nhiều đấy. Nãy giờ Trọng chạy vào thì khán giả xem, khán giả thấy rồi đó. Bây giờ là Trọng sẽ chạy xung quanh này một vòng để Trọng quay những cái cảnh mà người dân họ bới rác lên cho tất cả khán giả xem. Khán giả xem kìa, rác mà chất thành một núi rồi đang bốc cháy, kèm theo với cả cái sương mù buổi sáng nữa thì nhìn nó, Trọng nhìn thì Trọng thấy nó rất là đẹp và nhìn thấy nó ảo luôn. Ngay đầu video thì khán giả thấy Trọng nói là Trọng sẽ thăm cái khu ổ chuột lớn nhất tại Lâm Đồng. Tại sao Trọng lại nói điều này? Thì trước mắt tất cả khán giả thấy là có một loạt những cái ngôi chòi như vậy được dựng lên. Thì người dân họ lượm rác tại đây á, thì đa phần là họ cũng ở cách đây xa nên là họ sẽ ở tại đây luôn. Rồi họ nghỉ trưa ở đây. Họ sẽ ở tại đây họ nghỉ trưa nên là Trọng mới gọi là khu ổ chuột. Nhìn thấy rất là nhếch nhác và nhìn thấy rất là thương luôn mọi người ạ. Còn đây là một người dân họ đang lượm rác mọi người ạ. Khán giả thấy đó là bãi rác đang bốc cháy. Khán giả nhìn từ xa thì thấy nó rất là bình thường, nhưng mà ở gần nó rất là nóng luôn. Nó vừa rất là nóng, vừa nó vừa hôi. Thì cái không khí ở đây thì phải nói là rất chất lượng rất là kém luôn mà. Nhưng mà người dân họ vẫn đang cố gắng họ nhặt để họ tìm những cái chai nhựa hoặc là những cái sắt mà khi là bị đốt lửa nó đốt cháy rồi nó chỉ còn sắt thôi á, họ nhặt để họ bán. Thậm chí bây giờ là anh em Trọng đang ngồi trong xe, đang ngồi tại đây luôn, nhưng mà Trọng vẫn ngửi thấy những cái mùi mà những cái chất thải mà đốt lên mà nó mùi khét rồi nó mùi hôi á. Khán giả thử tưởng tượng đi. Thấy rất là thương người dân ở đây luôn mọi người ạ. Nãy giờ Trọng chạy một hồi thì Trọng mới thấy được là người dân họ đang tập trung họ lượm rác tại đây đây mọi người ạ. Khán giả xem kìa. Rất là đông bà con luôn. Tại vì ngày hôm nay là ở bên kia là rác nó bị cháy á, nên là bà con không nhặt ở bên đó được. Nên là một số bà con là cũng đang nhặt ở bên đó thì một số bà con qua bên này nhặt. Trời ơi, khán giả xem kìa. Bà con ở đây lượm rác mà vui như kiểu là đi chơi Tết vậy đó. Như kiểu là đi chợ vậy đó mọi người. Cuộc sống hàng ngày của những người dân tại khu ổ chuột lớn nhất tại Lâm Đồng. Nãy giờ Trọng chạy một vài vòng thì Trọng bắt gặp cái cảnh ở đây có một đứa trẻ tầm cỡ khoảng 12-13 tuổi mà đang ngồi gục đầu để khán giả. Chắc có thể là bé lượm rác mệt quá. Đúng rồi, chắc là bé mệt quá rồi bé mới nghỉ ngơi một tí. Tại vì đằng sau lưng này Trọng thấy một cái bao rác rất là nhiều kìa. Trọng bắt gặp một đứa trẻ đang ngồi ở đây. Chắc là ba mẹ của các bé này là đang lượm rác ở trong đó thì bé mới đi theo ba mẹ. Nhìn mấy bé này ngồi phơi nắng, phơi sương, hít những cái khói bụi vô, thấy thương quá mọi người ạ. Trọng không biết phải miêu tả như thế nào để cho khán giả hiểu được nữa. Nãy giờ thì Trọng cũng chạy vào bãi rác, Trọng cũng quay sơ qua một số cái cảnh mà cuộc sống người dân ở đây cho tất cả khán giả xem rồi. Bây giờ thì Trọng đi xuống, Trọng hỏi thăm bà con, rồi Trọng sẽ điểm danh là hiện tại ngày hôm nay ở đây là có khoảng bao nhiêu hộ, rồi Trọng phát quà. Hồi nay đi sớm quá rồi, vừa sương mù với cả vừa khói nhiều quá nên là không thấy ai để mà phát mọi người ạ. Bây giờ thì bớt khói, bớt sương rồi thì Trọng mới vào đây được. Khán giả nhìn xem, đây là những cái bãi rác thì người ta đang đốt lên thì cái khói nó đang bốc lên á. Phải nói là rất là độc hại luôn. Trọng vô trong này mà Trọng phải cố gắng Trọng hít thở cái không khí ở trong này. Kiệt là ngửi thấy cái không khí ở đây thế nào em? Trọng đang phải cố gắng Trọng khó chịu quá. Như khán giả thấy đó là cái rác thải mà mình đốt lên, cái mùi bọc ni lông, cái mùi chai nhựa này kia các thứ nó rất là khó chịu luôn. Mà người dân ở đây họ vẫn phải cố gắng họ nhặt.
Nhặt được nhiều chứ cô? Đâu được bao nhiêu rồi cho cháu xem nào. Cháu có nhớ cô không ạ? Cô là ai nhỉ? Cháu đi quay để mấy lần rồi. Cháu này cô mới đau luôn cô làm đây này. Đốt vậy cô có thấy khó chịu không? Cơ sở khó chịu gì? Bình thường à? Quen rồi. Nay cô 60 rồi. Nay cô 60 rồi à? Nhà cô có bao nhiêu người đi lượm rác ở đây? Cả con cái luôn nhà cô, cả con cái luôn. Hôm nay tất cả ở đây là có bao nhiêu hộ cô? Không biết mấy hộ ở nhà không biết gì. Chút xíu nữa cháu phát quà nhá. Bà con mình cứ tập trung ở đây chút xíu nữa cháu phát quà. Cô cứ lượm bình thường đi, xíu nữa cháu đem quà đến tận nơi luôn. Từ Tết giờ mình có được nhận quà chưa? Tết thì cái ông nhà báo gì đi. À Tết là có người tặng rồi đúng không? Từ Tết xong tới giờ có ai tặng không? Chưa ai tặng đúng không? Giờ một hồi bên cháu tặng cho. Khán giả thấy đó, trời ơi. Trọng phải nói là đang cố gắng, Trọng hít thở cái không khí ở trong này. Trọng hiện tại bây giờ là Trọng phải muốn bỏ chạy ra khỏi cái nơi này luôn. Nhưng mà mình phải cố gắng để mình quay xong cái đoạn clip rồi Trọng mình phát quà cho bà con xong rồi mình mới thôi. Chứ không khí ở đây phải nói là đang rất là hôi luôn. Tại sao mà Trọng đầu video Trọng nói là đây là cái khu ổ chuột khán giả? Thì khán giả nhìn thấy này, ở đây có những cái chòi này. Có những cái chòi mà người dân họ dựng lên để họ ở. Đấy, ở bên kia cũng có một chị đang lượm rác ở bên đó. Thì Trọng qua nói chuyện với chị đó mới được. Mình đi lượm rác ở đây lâu chưa chị? Lâu rồi. Lâu rồi à? Chị ngồi trong này chị có thấy hôi không? Bãi rác này là đốt lâu chưa chị? Dạ. Là chủ bãi rác đốt à hay người dân mình đốt? Nó bị cháy lan à? Nhưng mà cháy như vậy thì người dân mình làm sao mà còn rác mà lượm chị? Nhưng mà mình thích nó cháy hơn hay là thích nó không cháy? Vâng, em cảm ơn chị nhá. Ngày hôm nay có bao nhiêu hộ làm ở đây chị biết không? Trời ơi, vâng, em cảm ơn chị. Khán giả xem đây là một thiên đường rác này. Trọng nói chuyện đến đây bây giờ chắc là Trọng phải xin phép tất cả khán giả, Trọng phải đeo khẩu trang lại mọi người ạ. Không thể nào mà chịu được. Bây giờ ai mà có làm gì Trọng, bây giờ có đánh Trọng, Trọng cũng phải đeo khẩu trang lại mới được. Khán giả ơi, anh choáng luôn kìa. Thôi giờ rồi cũng muốn choáng nè. Tức là chưa quen được cái mùa này à. Rất là khó chịu luôn. Cảm thấy nó khó thở. Kiểu người dân ở đây họ hít nhiều rồi họ quen á. Đây có những đứa trẻ đi theo ba mẹ đi lượm rác. Có lấy quà không con? Chú tặng quà này có lấy không? Đi lượm rác với ai? Với mẹ. Mẹ đâu? Chào anh nhá. Anh ơi, cho em hỏi thăm một tí anh. Hôm nay là bà con mình ở đây có khoảng bao nhiêu hộ đây? Ước chừng, như mọi ngày ước chừng khoảng bao nhiêu hộ? Khoảng bao nhiêu? 30 à? 30 hay là ba mấy? 30 đúng không? Lần trước em có phát quà ở đây một lần rồi thì là 28 hộ. Còn bây giờ không biết chính xác là bao nhiêu. Chắc cũng cơ khoảng đó thôi đúng không? Có nhiều người mới lượm không hay là vẫn vậy? Thêm 1-2 người là 30. Bà con đang lượm xung quanh này rất là đông. Ngày hôm nay thì bên em thì với cả mạnh thường quân bên em thì đang cái tổ chức mà chương trình tặng quà cho bà con. Thì bây giờ chắc là em sẽ phát quà cho bà con luôn. Mình cũng hai bà con cảm ơn là mạnh thường quân đã giúp đỡ bên họ lượm rác. Anh tên gì nhỉ? Cá Biếu. Cá Biếu. Rồi, ok anh, cảm ơn anh nhá. Bây giờ là chắc là anh em Trọng sẽ đi ra ngoài xe để anh em Trọng lấy quà để phát cho bà con luôn ạ. Trọng đang cảm thấy
Ủa Trọng bước chân vô trong đó Trọng cảm thấy nhức đầu với khó thở mọi người ạ. Cái này là chia sẻ thật lòng luôn chứ không phải là Trọng làm quá lên đâu. Khán giả thử nghĩ đi, là vừa là bọc ni lông này, vừa rồi chai nhựa, rồi vừa là rác mà đốt lên thì không còn gì để miêu tả. Chào chị. Đây, cái xe hàng anh em mình chuẩn bị từ nhà đây. Khán giả xem là chắc khán giả thấy rồi. Anh Tuấn ơi, đây phụ em mấy cái này anh. Để Trọng mở ra rồi bây giờ Trọng sẽ đi phát cùng bà con. Gặp lại bỏ vô trong xe luôn anh. Xong rồi giờ anh ra đít ra sau nhá. Anh nhét vào trong thùng xe mình luôn anh. Đây thì đây là cái số quà chút xíu nữa mình phát cho người dân. Như khán giả thấy những cái bãi rác như thế này thì có rất là ít người vào trong này giúp đỡ cho bà con. Tại vì trong này là vừa ô nhiễm này, vừa độc hại, vừa không khí nó không được trong lành nhá. Nên là người ta sẽ rất là ngại vào đây. Nhưng mà anh em Trọng là anh em Trọng chơi tuốt luôn. Anh em Trọng là chỗ nào anh em Trọng cũng giúp. Mình phải vào những cái chỗ như thế này mình mới chia sẻ được những cái cuộc sống của bà con ở đây cho tất cả các nhà cùng xem. Đi anh. Đúng rồi, cho đầu về kia mình cứ chạy thẳng xuống dưới luôn á. Không biết ra 30 phần này có đủ không nữa mọi người ạ. Từ từ anh Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi. Tuấn ơi, tới này. Lên đi đi lên đi cho xe kia nó chạy qua. Đây là một người anh ở trong xóm của Trọng thì thường ngày Trọng hay đi quay video á, thỉnh thoảng Trọng rủ anh đi theo để hỗ trợ cùng Trọng trong những cái chuyến phát quà giúp anh. Được rồi. Rồi ok ra anh ơi. Đi từ từ thôi nha anh. Đi tới chỗ nào của bà con em kêu dừng lại thì dừng. Nhìn bà con lượm rác ở đây thấy thương lắm mọi người ạ. Chị ơi, hai chị em tặng quà nè. Nào hai chị ra đi em tặng quà cho. Nào dừng lại anh Tuấn ơi. Chị này trước nhá. Chị tên gì? Chị Hương à? Hôm nay thì không đi được, hôm qua đạp mảnh sành bị đau chân, sáng tối qua ngủ còn không được luôn. Đạp mảnh sành ở đây à? Ờ, bạn đạp mảnh sành trên kia, chị đi kiểm sát ở trên kia. À, đây, nay là chị đi mấy người? Mình chị ạ. Đây thì tặng cho chị một phần quà là một bao gạo với hai thùng mì nhá. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Còn chị này chị tên gì? Ca Mạch. Ca Mạch à? Chị đi lượm rác với ai, có bao nhiêu người? Một mình chị à? Chị lượm ở đây lâu chưa? Chị lượm đây bao nhiêu năm rồi? 6-7 năm à? Đây tặng quà cho chị nhá. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Ây ok. Đi, tiếp tục nào anh tài xế ơi. Khán giả nhìn này, trời ơi. Thì người ta là có cái câu mà hạt cát ở giữa sa mạc, còn mình bây giờ là hạt cát ở giữa bãi rác luôn á.
Bây giờ là Trọng sẽ phát theo hộ trước. Phát theo hộ trước rồi sau này nếu mà phát xong mà dư thì mình mới phát theo người. Bà ơi, cô ra đây cho phát quà này chị này. Em phát quà luôn cho này. Bà ra đây trước đi bà. Rồi dừng anh tài xế ơi. Bà tên gì? Cahin đúng không? Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 60 à? Bà là bao nhiêu người đi? Bao nhiêu người đi lượm rác? Hai ông bà đi luôn. Hai ông bà đi đúng không? À, thế tặng cái này cho bà nhá. Đây chúc bà và gia đình có nhiều sức khỏe nhá. Rồi rồi ok. Chị ơi. Hai đây luôn. Đúng rồi, cho bà một phần quà là một bao gạo, hai thùng mì. Mình ăn cái gì vậy chị? Có nghĩa là mình mua à? Hay là ở đâu đây? Mua à? Chị tên gì? Hả? Chị tên gì? Cá biệt. Cá biệt à? Chị biết tiếng Kinh không? Không biết. Sao lại không biết? Đã biết nói tiếng Kinh đâu. Ý là không nói rành đúng không? Đây tặng quà cho chị này. Nhà chị là mấy người đi lượm rác? Có mình chị còn mấy đứa con học chưa có đi được. Vâng. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Chị ơi, lên em phát quà cho chị. Chị tên gì nhỉ? Em Viên. Ca gì? Ca Viên. Ca Viên à? Dạ. Chị Viên là năm nay là bao nhiêu tuổi? 26. 26 ạ. Mình lượm rác ở đây lâu chưa chị Viên? Lâu rồi, hai vợ chồng đi nhà cũng lâu rồi. Cả hai vợ chồng luôn à? Dạ. À, có đưa các con theo không? Dạ có. Đâu mấy đứa? Hai đứa đang chơi ngoài kia đấy hả? Dạ. Trời ơi, thấy thương vậy. Thì tặng quà này cho chị nhá, chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Chị có quà chưa? Dạ em phát quà cho luôn này chị. Vâng, đợi chút cho qua bên cho phát cho. Rồi. Đây, chị tên gì? Karim à, tặng quà này cho chị nhá. Cô kia cô nói là bà con đi đâu vậy? Đi dập lửa hết rồi. Dập lửa là sao? Giờ sợ nó cháy hết bên này, nó cháy hết vào hàng hổ hổ chứ đấy. À. Nó lan ra hết bên này luôn đấy. Đây là đang sợ lửa nó cháy hết bãi rác này là mình không còn chỗ để mình nhặt nữa đúng không? Ủa chị, cái rác này là người ta đốt à hay là sao tự nhiên nó cháy vậy? Nó cháy lan từ trên kia hay sao á? À. Chật quá trời luôn ở đây này. Cháy rừng nhưng mà lan qua. Thế mấy cái cục hàng kia là của bà con à hay là sao vậy? Có chỗ người ta chuẩn cái không vì không có vì cái nữa. Vì các bao trên kia vì cháy. Mấy cái đống mà em thấy là thành chồng vậy, cái đó là người dân người ta nhặt để người ta bán nhưng mà chưa kịp bán đúng không? Không, cái đấy hơi như là có người ta vứt ở đây chắc mấy không hết. Vâng, chỗ mình mà đang nhặt như vậy rồi nó cháy hết như vậy thì mình nhặt ở đâu? Chỉ còn bên này thôi. Nhưng mà giờ người dân là đang đi dập lửa để cho giữ lại đây đúng không? Dạ. Thế tội quá. Đây em tặng quà cho chị nhá, chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Dạ dạ. À, giờ Trọng mới biết nguyên nhân cháy rồi, tại vì cháy rừng nó lan ra bãi rác này. Thành ra là cháy hết cái bãi rác này của bà con rồi. Bây giờ còn bãi bên này là bà con đang sợ cháy, bà con đang đi dập lửa mọi người ạ. Đi tiếp anh Tuấn ơi. Nào, anh ơi. Anh ra đây trước em phát cho. Nhân quà anh. Mới đi đâu về đây? Dập lửa. Dập lửa à? Sao lại dập đây? Dập xong chưa? Xong rồi. Ba ông dập gần chết rồi. Đây, tặng quà cho bà con mình nhá. Chúc gia đình anh nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn. Rồi, chị luôn. Chị ra đây cô chứ, cô ra đây. Cô hay chị? Cô. Cô đúng không? Cô tên gì? Kasim. Kasim à? Đấy, tặng quà cho cô Sim nhá. Dạ. Vâng. Đợi em phát xong cái chuyến này nữa để mình ra phát cho chị nhá. Chị tên gì? Cá chuyển à? Khi nào em giật mình. Dạ. Dạ. Đây,
Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Xe đấy họ vô đâu về anh? À rồi rồi, ok, anh Tuấn ghé lại tí nhanh Tuấn. Ba, ra đây cho phát quà chứ này. Bà là ca sàng đúng không? À. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Gần 100 tuổi rồi. Blip. Đùn đùn hiêng tuổi. Bao nhiêu, mấy chục? Đây tặng quà cho bà nhá. Cảm ơn nhá. Đây là con trai của bà. Ê. Con trai lớn đúng không? Ê. Vâng, rồi chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Rồi ok bà. Rồi rồi. Đây chú biểu. Đây chú hỏi cái này coi. Khán giả xem này, chỗ nó nằm trên bao rác này. Chồng hỏi có câu là bé sợ rồi, bé chạy rồi, thấy chưa? Khán giả nhìn kìa. Cú. Chú có làm gì đâu mà chạy rồi, đau chân luôn rồi. Con của anh à? Cháu à? Ở đây thì còn hai hộ. Chị ơi, chị ra đây em phát quà cho mình trước luôn này. Mình có em bé rồi em ưu tiên luôn. Đây có hai loại mì tôm này, mình thích ăn mì nào, mì gấu đỏ hay mì ba miền? Hai thùng ba miền luôn đúng không? Đây. Chị tên gì? Oanh. Chị Oanh à, chị Oanh năm nay bao nhiêu tuổi? Xem 93 à? Bé mấy tháng rồi? Là 1 tuổi rồi, mà chút xíu rồi. Đâu cho em xem nào. Thảo nó ra. Trai hay gái vậy chị? Dạ, xin non nó mới có lúc xin từ vũ 1,5 kg nè. Đang ngủ à? là mới có một, bây giờ là đang có 1 tuổi. Chán nó bị dính cái gì đây? Tại mình đi này mình bôi cho nó để khỏi đêm nó khóc á. À, mới có 1 tuổi mà khán giả thấy là đi cùng mẹ, đi theo mẹ đi ra ngoài này lượm rác luôn, thấy thương không? Mà mấy ngày nay là đang bị cháy cái này, nó cũng ô nhiễm đấy chị. Hôm qua chị đâu có đem, tại bữa nay sợ hồ đốt này, chị ấm nó đi dọn luôn này, sợ đốt này. Sợ đốt vô cái hàng của chị đấy hả? Kiếm cực khổ. Đây, tặng cho chị cái này. Chị đi một mình hay đi với ai? Đi một mình. Xe của chị ở đâu để em ghi ra cho. Chị làm sao mà bê được. Đâu xe nào? Xe này đúng không chị? Đến đây nhá. Rồi rồi ok chị. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Rồi ok chị. Chị đây nói cảm ơn nhóm Trọng và Mạnh Thường Quân. Đâu chị dúi lại đây em phát quà cho. Bữa nay là mấy mẹ con đi đây? Hai mẹ con à? Còn thế còn đứa nữa đâu rồi? Đang ở với bố à? Đây là chị ca dúi. Hoàn cảnh thì bốn mẹ con dắt nhau ra ngoài bãi rác để lượm rác, thì chắc khán giả xem là khán giả nhớ rồi. Nay tặng quà cho chị nhá. Bữa nay một xíu nữa ấy xong rồi ở lại nhá, tại vì em có một phần quà riêng nữa của Mạnh Thường Quân gửi tặng cho chị. Nhưng mà bây giờ để em phát quà xong đi rồi em ấy cho. Để cái này chỗ nào để em bê luôn cho. Chị bế em bé làm xong vào để được. Chị có xe không? Xe chị đâu? Xe này à? Bây giờ muốn để chỗ nào để em để cho? Bao nào? Đâu chị mở ra đi em để cho. Đâu cái chòi của chị đâu? Cái chòi của chị đâu? Cái kia là cái quà kia là của mẹ chị đúng không? Thế thì em để cạnh luôn nhá. Xíu nữa ở lại nhá. Có một phần quà của Mạnh Thường Quân trao tặng cho mình. Để em phát quà xong rồi em trao luôn nhá. Chị ơi, cô ơi, nhận quà chưa? Ra chồng phát quà cho nè. Ở bên đó có mấy cô lượm rác ở trong bãi rác kia. Khán giả nãy giờ chọc đi qua chưa phát kịp. Ra đây cô, phát quà. Yeah. Vâng. Đây vào đây cho phát quà cho này, lấy từng người nhá. Nãy giờ mình ở đâu vậy? Nãy trong này mới đi ra hả? Bên đó cháy hết rồi mà sao mình vẫn còn nhặt về chị? Kiếm sắt. À, cháy thì mình lại kiếm sắt. Đây phát quà cho chị nhá. Chị tên gì? Ca Hàng. Ca Hàng à? Cảm ơn nha. Rồi rồi, chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Đây phát cho cô. Đấy, cô tên gì? Ca Hết. Ca Hết à?
Chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn con nha. Dạ vâng anh. Chào anh. Đây, chúc phát quà cho chị đây. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Dạ dạ dạ, chào chị. Ông ở đâu? Trong vườn hộ đó. Trong vườn hộ à? Ừ. Nãy giờ ông lượm ở đâu đây? Chỗ trái này. À, này tay chân của ông đen hết trơn rồi này khán giả. Đây. Đâu ông giơ bàn tay ra cho xem nào. Ông bỏ hai bàn tay ra. Đây. Đây này, đúng rồi. Ông tên gì? Biên. Cá Biên. À, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 60. 60 à? Đây tặng ông cho ông chúc ông nhiều sức khỏe nhá. Rồi. Rồi ok. Anh Tuấn ơi. Vào luôn anh ơi, xe đang qua kìa anh. Vào luôn anh. Bây giờ Trọng đi vào trong luôn. Trọng đi vào trong phát cho bà con luôn mọi người ạ. Ồ, trong này cũng còn rất là nhiều hộ dân luôn nè. Hy vọng là quà của anh em Trọng là sẽ là đủ để phát cho bà con. Đầu tiên mình nghĩ là sẽ đủ, nhưng mà không biết là có đủ hay không nữa. Tí nữa mà phát mà không đủ thì Trọng cũng không biết phải làm sao luôn mọi người ạ. Nhìn mấy đứa trẻ này khán giả, thấy không? Vâng vâng vâng, ok anh. Chị ơi. Chị ơi, chị nhận quà chưa? Rồi à. Bây giờ bà con mình ai chưa có quà ra đây em phát quà cho nè. Không kể cho bà con xếp thành một hàng luôn cũng được để mình. Bây giờ là chỉ còn ở chỗ này là mình chưa phát thôi đúng không? Còn trên kia là phát hết rồi. Dạ. Yeah. Chị tên gì? Hiệp. Hai đứa này của chị à? Không, đây thôi. Có một đứa à? Đứa này, đứa cháu. Ờ, đây, phát tặng quà cho chị nhá. Cảm ơn. Dạ. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Không có anh vợ. Đâu, đi lên trên này phát quà cùng chú này cô. Thằng nhỏ này không cầm được. Thôi, thôi kể nó chị, nó không dám thì thôi chị. Đây không biết còn bao nhiêu hộ chưa có quà ta. Đây, tặng quà cho chị. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn em, chúc em sức khỏe dồi dào nhá. Dạ dạ. Vâng. Đây, tặng cho chị nhá. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Đây, tặng cho chị nhá. Cảm ơn tem Phúc Trọng nha, chúc bọn em nhiều sức khỏe để đi giúp nhiều người khó khăn hơn. Dạ dạ, cảm ơn chị. Anh ra đây. Đây. Dạ. Đây còn bao gạo nữa chị. Cảm ơn nha. Vâng, chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Chị thích ăn gấu đỏ hay là ba miền? Thế mỗi cái một loại nhá. Vâng, chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Đây gạo nữa này chị. Hết lời chúc rồi. Vâng vâng. Chúc tất cả. Vâng vâng vâng. Dạ. Anh này nay là anh cùng mấy anh em phát một phần rồi mà. Mà vẫn chung hộ đúng không? Ừ. Bây giờ thế này nhá, tại vì anh thông cảm, tại vì em phát là phát theo hộ á, xíu nữa rồi vào phát mà phát theo hộ hết xong hết trơn rồi thì còn dư em sẽ đưa cho anh nhá. Dạ. Thôi thôi kệ anh. Còn bao nhiêu hộ chưa có nhờ anh nhờ? Đây, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Rồi, chúc Trọng mạnh khỏe nhá. Vâng vâng, ok anh. Cảm ơn tất cả mạnh quân. Dạ dạ. Mấy cô trong này có chưa? Có rồi, mấy người đó có rồi. Cô ơi, mấy cô, mấy chị trong này có hết chưa? Có hết rồi đúng không? Rồi, ok. Đây là con tao, em không biết. Con của chị à? Tao. Cháu của chị. Mẹ của bé đâu? Mẹ của tao. Ý. Hết rồi này.
Khoan, ý là từ từ thế này, tại vì em không biết là trên kia còn người không nữa. Em phát đi. Mẹ nó chưa đi mà. Ờ. Ủa, mẹ thế này đi. Chị ơi, chị, ý là ở đây còn người không? Tại vì em tính phát hết người xong rồi, còn dư thì em phát cho bà con mình luôn. Nhưng mà bé này là mẹ của bé là nhận được một phần rồi đúng không? Đây, con bé này nó cũng đi nhà rác đây nè. Đây, bé vào đây chú phát cho luôn đây này. Đâu, còn một bé kia ra đây chú phát luôn cho này. Bé đã lỡ ra rồi chú phát luôn. Không, tội nghiệp bé, thấy bé bỏ đi mà mặt bé buồn quá mọi người ạ. Anh chồng kia, hôm nay anh phụ mấy sơ đào vào ông nước, anh không đi, anh cũng đi làm bà bái đấy. Nhưng mà phát cho chị đấy rồi đúng không? Nãy anh thấy em cũng phát hai vợ chồng mỗi người một phần mà. Nhưng mà em đang phát theo hộ chị. Đây bé, chú cho con nè. Rồi, ok. Ý là tại vì cái này là mình sẽ phát theo hộ nha chị ơi. Vâng. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe nhá. Vâng vâng. Dạ. Yeah. Khán giả, tất cả khán giả thấy bà con nè. Hôm nay bà con mình có vui không? Vui. Vâng vâng. Dạ. Rồi rồi, em cảm ơn chị. Hả? Bên này có hết rồi. Dạ. Vâng, rồi đi xuống cô, xuống đi chú chạy nè. Lùi lại anh Tuấn ơi. Dạ. Để bây giờ trọng chạy qua bên kia một vòng xem là còn những bà con nào bên đó nữa không. Bữa nay mình đi trễ à? Sao mà chết thế? Hả? À, tối qua lượm đêm. Xong rồi ban ngày mình đi chê. Tối mà sao mà mình thấy đường mà mình lượm anh? Đi bằng đèn. Soi bằng đèn. Lượm tới mấy giờ mình mới nghỉ? Lượm tới 1, 12 giờ, 1 giờ. Trời ơi, lượm tới 11, 12 giờ. Đây em tặng quà cho anh nhá. Đây là món quà nhỏ của Mạnh Thường Quân bên em tặng cho mình. Chúc anh và gia đình có nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn anh. Dạ, vâng. Dạ, rồi em chào anh nhá. Bây giờ trọng anh nhấc em cái này lên cạnh. Được rồi. Giờ trọng đi qua bên kia, trọng kiểm tra lại xem còn sót bà con nào không nữa mọi người ạ. Chào anh nhá. Rồi. Chào bà con mình nhá, chúc bà con mình nhiều sức khỏe nhá. Hẹn bà con mình đến Tết quay lại tặng quà tiếp. Khán giả nhìn thấy bà con á. Vâng. Dạ, cảm ơn bà nhá. Đi anh Tuấn ơi, đi anh. Giờ trọng ra ngoài, trọng kiểm tra xem là còn sót ai nữa không mọi người ạ. Nãy giờ là trọng phát quà xong cho tất cả bà con ở đây rồi mọi người ạ. Bây giờ là trọng có một phần quà đặc biệt của Mạnh Thường Quân tặng cho một hoàn cảnh phải nói là rất là đáng thương ở trong cái bãi rác này luôn. Hoàn cảnh của chị Ca Dúi, người phụ nữ với cả ba đứa con đi lượm rác. Chị Dúi ơi, mình ra đây nói chuyện với em một tí chị. Hai đứa nhỏ nó đang nghịch cái gì đấy? Dạ, chị ra đây chị Dũi. Hôm bữa thì trọng quay về hoàn cảnh của chị. Chị dắt ba đứa con đi lượm rác á. Hiện tại bây giờ ba đứa con của chị thì cũng đang nằm ở trong chòi kia luôn. Thấy hoàn cảnh của chị rất là khó khăn, nên là Mạnh Thường Quân có gửi một cái số tiền dành tặng riêng cho gia đình của chị. Đấy, thế nên là bây giờ là trọng sẽ trao cái số tiền này cho gia đình của chị. Đấy. Sao sáng ngày chị vào lượm trễ thế? Tại vì hôm qua khói quá, thằng cu nó bị ốm luôn mà. Hôm qua đốt này khỏi qua cu nó bị ốm luôn. Nhưng mà ngày hôm nay lại vẫn đem thằng cu theo luôn. Đi lựa hàng. Nhìn đốt như vậy thì nhìn khán giả nhìn thấy rất là ô nhiễm luôn. Đúng rồi, bây giờ là trong đọc cái số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của chị Ca Dúi nhá. Thì Mạnh Thường Quân có dặn em là cái số tiền này tặng cho mình thì mình để dành mình mua sữa này kia, mua tã cho con. Đấy, mình hạn chế đem đứa con nhỏ của mình ra ngoài bãi rác thôi nhá. Mới sanh nó được có mấy tháng mà đem ra thì nó tội nghiệp lắm á chị. Cái số tiền này là $100 là của chị Hiền Phạm, chị Dũng Lương là 2 triệu. Tổng toàn bộ số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị là tặng riêng cho chị là $100 là 2,3 triệu, cộng với chị Dũng Lương 2 triệu, tổng là thành 4,3 triệu nhá. Hai Mạnh Thường Quân thì trọng mới đọc lên cho khán giả xem rồi đó. Chị Hiền Phạm $100, chị Dũng Lương 2 triệu, tổng là 4,3 triệu. Đấy.
Bây giờ Trọng cũng sẽ trao 4 triệu 300 ngàn cho chị Ca Dúi luôn. Số tiền Mạnh Thường Quân gửi tặng riêng cho chị là 4 triệu 300 ngàn. Thì 1, 2, 3, 4, 4 triệu 2, 4 triệu 3. Thì bây giờ em cũng trao cho chị Dúi luôn nhá. Nhờ mua sữa này, cái mua tã này, cái các thứ cho con. Hạn chế đem con đi lượm rác thôi. Thì em trao cho chị. Cảm ơn Trọng và cảm ơn Mạnh Thường Quân đã trao số tiền này cho mình. Chúc cho Trọng và Mạnh Thường Quân có nhiều sức khỏe và giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn mình. Dạ. Thì cất tiền này cho cẩn thận nhá. Không có mình nhặt một hồi thì lại mất tiền là không có ai giúp được mình nữa đâu. Đấy. Thì chắc đây là cũng là cái lần cuối Trọng đi vô trong cái khu ổ chuột bãi rác Bảo Lâm này Trọng quay video. Thì chắc là có thể là nếu mà có sau này mà rảnh có thời gian hoặc vài tháng sau thì Trọng sẽ quay lại đây để Trọng cập nhật xem tình hình bà con ở đây như thế nào. Đấy. Còn chị thì sau này hạn chế đem đứa bé đi lượm rác thôi nhá. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình của chị thì chị sẽ là nắm rõ nhất. Nhưng mà cái đây là em chỉ cho mình lời khuyên thôi. Khán giả xem mấy đứa ở trong mấy đứa nhỏ đây nó nghịch ghê không? Nè, đem ra chú Khắc chơi con. Trọng mà không đỡ nhanh là coi như là Trọng bị ám sát rồi khán giả. Thế nha, bây giờ em chào gia đình mình em về nhá. Rồi. Dạ. Bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn mọi người ạ. Trọng cảm ơn tất cả khán giả đã xem video này của Trọng. Và cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với Trọng để tặng quà cho bà con ở đây. Đấy, thì một lần nữa Trọng cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhé. Trọng xin chân thành cảm ơn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.